đó con đua tay 848 á mà con. Mà con này có vẻ nghe kêu là lạ ta. Kêu khá là lạ. Nice bike. Tái 48 mình nhớ như không có nồi khô mà sao con này nghe cọc lớn gì. Thấy chán là thiếu bảo dưỡng rồi. Nghe đúng là một tiếng mấy đô nghe rác thiệt chứ. Nghe là cọc. Tái 48 thì cái nồi của nó không phải nồi khô. Con này có một cái problem nhỏ nhỏ gì đó rồi. Thực ra mình á là mình rất là thích con cái dòng Ducati đời này nè. Nhưng mà nó phải là con 1098 á, mấy con mà có nồi khô á, mấy con nó chạy mới sướng. Thì nồi khô thì nghe thứ nhất là cái tiếng hay nè, thứ hai á là tại vì cái nồi khô nó bắt nhịp vô lẹ hơn. Bắt nhịp vô lẹ hơn và nó bóp chắc nữa, tại nó không có bị cái lớp dầu ở giữa ma sát rất là cao, nó bám chắc lắm. Nó chạy rất sướng. Đó là cái ưu điểm duy nhất của nó, cái nồi khô. Còn cái mà nhược điểm của nó là dễ bị dơ và gọi là gì, bị bụi á, và phải thay thường xuyên nữa. Tuy nhiên cái đó không phải là cái vấn đề. Khi nồi khô, khi mà bảo dưỡng thay cũng khá là dễ, cũng chả phải cần tháo dầu, xả dầu đâu. Chỉ cần tháo ra một phát nữa là xong rồi. Tháo hết mấy cái lò xo ra, tháo ra là được rồi. Khá là yên tâm. Nói công nhận tiếng con này với con Ducati nghe similar, nghe hao nhau á.